cảm tạ. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tô Văn Tri, Tô Thành, chân thành cảm tạ. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, ủy viên ban chấp hành Trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các huyện ủy thị ủy thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh tây ninh các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy các cơ quan đơn vị trực thuộc các huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh tây ninh đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các phường xã thuộc thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh các phòng ban cơ quan đơn vị thuộc thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh các gia đình thông gia cùng toàn thể các cô chú, bác, anh chị em, bà con hàng xóm, bạn bè, thân hữu gần xa. Đã thăm hỏi, động viên, đến phúng quyến, gửi vòng hoa chi buồn và tiễn đưa lên cửu cha ông chúng tôi là ông Tô Văn Tri, tức Tô Thành, nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, nguyên bí thư huyện ủy Dương Minh Châu, quy hiệu 75 năm tuổi đảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong thời gian tổ chức lễ tang không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong được lượng thứ và cảm thông ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng cảm tạ